Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi những thông tin đáng chú ý được phát sóng trong bản tin thời sự 18 giờ 30 phút chiều nay, thứ bảy ngày 24 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và tôi là Xuân Tú sẽ đồng hành quý vị và các bạn trong bản tin chiều nay. Thưa quý vị, hôm nay kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 họp phiên bế mạc. Kỳ họp được đánh giá thành công tốt đẹp, hoàn thành khối lượng lớn công việc với chất lượng cao. Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần trách nhiệm cao, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã tích cực tham gia có hiệu quả các nội dung, chương trình nghị sự, góp phần quan trọng vào thành công chung của kỳ họp. Tham dự kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên có 7 đại biểu, trong đó có 4 đại biểu làm việc tại các cơ quan trung ương, 3 đại biểu làm việc tại địa phương. Kỳ họp có 26 phiên họp thảo luận ở hội trường, 10 phiên họp thảo luận tại tổ. Với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân, các đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã tập trung trí tuệ nghiên cứu tham gia phát biểu 8 lượt ý kiến tại các phiên thảo luận ở hội trường, 16 lượt ý kiến tại các phiên thảo luận tổ và 2 lượt chất vấn các bộ trưởng. Các phát biểu của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên được chuẩn bị kỹ lưỡng, có sự đầu tư tâm huyết trí tuệ, đồng thời có sự tham vấn thảo luận trong đoàn. Qua đó, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, tham gia ý kiến góp ý các dự án luật và nghị quyết, các nội dung đều được chủ tọa kỳ họp đánh giá cao, phản ánh đầy đủ kịp thời tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh với Quốc hội. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho việc khởi công dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã cơ bản hoàn tất. Hiện công tác giải phóng mặt bằng, chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho nhân dân vẫn đang được tập trung cao độ. Đến hết ngày hôm qua 23 tháng 6, tỉnh Hưng Yên đã giải phóng mặt bằng được gần 145 trên 230 ha, đạt trên 63%, kinh phí chi trả hỗ trợ bồi thường trên 660 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 35%. Hiện nay, công tác chi trả hỗ trợ bồi thường cho các hộ dân có đất nông nghiệp nằm trong diện tích thu hồi giải phóng mặt bằng, dự án đường vành đai 4 vẫn đang được các địa phương trong tỉnh nỗ lực tập trung cao độ với quyết tâm đến ngày 30 tháng 6, vượt tiến độ 70% theo nghị quyết của Chính phủ. Cùng với đó, các hộ nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng tại các địa phương nơi có dự án đi qua đang tích cực di dời cây cối, tài sản trên đất để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy hoạch mỗi thôn phải có ít nhất một bãi đỗ xe, thời gian qua các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Khoái Châu đã tích cực vào cuộc tập trung triển khai, ra soát và lựa chọn vị trí phù hợp để quy hoạch bãi đỗ xe. Đến nay, 24 trên 25 xã thị trấn trên địa bàn huyện Khoái Châu đã hoàn thành việc quy hoạch vị trí bãi đỗ xe, như xã An Vĩ quy hoạch được 4 bãi đỗ xe với tổng diện tích gần 49.000 m², xã Bình Kiều bố trí được 4 bãi đỗ xe rộng gần 36.000 m², xã Bình Minh quy hoạch được 3 bãi đỗ xe với diện tích gần 25.000 m². Việc quy hoạch mỗi thôn khu dân cư có một bãi đỗ xe không những góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông đồng bộ, đáp ứng nhu cầu gửi xe của nhân dân, đảm bảo an toàn giao thông mà còn góp phần thực hiện mục tiêu chung làm cho các địa phương sáng xanh sạch đẹp, văn minh, hiện đại. Nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công dự án mở rộng đường trục trung tâm đô thị thị xã Mỹ Hào giai đoạn 1, các địa phương có tuyến đường đi qua vận động người dân cho mượn đất để thi công. Cách làm này đã mang lại hiệu quả thiết thực. Tuyến đường kéo dài từ nút giao bến xe đến đường tỉnh 378 với diện tích cần thu hồi là 9,6 ha, trong đó phường Dị Sử có 30 hộ với gần 20.000 m², phường Vùng Chí Kiên có 33 hộ có đất nằm trong đoạn đường đi qua. Tất cả đến nay đều đã đồng thuận nhất trí cho mượn đất để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Riêng địa bàn phường Nhân Hòa có 130 hộ có diện tích đất phải thu hồi, nhưng đến nay còn 3 hộ chưa đồng thuận, còn lại đều đã nhất trí cho mượn đất để thi công. Đơn vị thi công đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác, Cần Thơ sẽ thành lập Ban Quản lý Bảo tồn và Phát huy Giá trị Di sản Văn hóa Phi vật thể Chợ Nổi Cái Răng, quyết định vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành. Với hơn 100 năm tuổi, đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia năm 2016. Chợ được tạp chí du lịch của Anh bình chọn là một trong 10 chợ ấn tượng nhất thế giới. Đây là một trong những khu chợ nổi lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long. Không chỉ là mô hình buôn bán, chợ nổi còn mang đậm nét văn hóa vùng sông nước Cửu Long. Tối qua, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh khai trương phố đi bộ Bài Thơ. Phố đi bộ kéo dài qua hai phố Long Tiên và Lê Quý Đôn thuộc phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long và hoạt động từ 18 cho đến 24 giờ tối thứ 6, thứ 7 hàng tuần. Điểm nhấn của phố đi bộ Bài Thơ là không gian văn hóa chùa Long Tiên, một trong những điểm du lịch tâm linh nổi tiếng của Hạ Long. Tuyến phố đi bộ Bài Thơ đưa vào khai thác sẽ góp phần đa dạng hóa các sản phẩm du lịch tỉnh Quảng Ninh,
giúp người dân và khách du lịch có thêm một điểm đến với không gian văn hóa mới, trải nghiệm các dịch vụ bên bờ di sản Vịnh Hạ Long dịp cuối năm. Đây là hoạt động thiết thực, góp phần kích cầu du lịch, giúp Quảng Ninh đạt 15 triệu lượt khách trong năm 2023. Trong thời gian qua, tại một số địa phương xuất hiện tình trạng mua bán sử dụng bóng cười có chứa khí nitơ oxit N2O, nhất là tại các quán bar, vũ trường, quán karaoke. Việc lạm dụng sử dụng không đúng mục đích khí N2O có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, đặc biệt là trong giới trẻ, do thần kinh bị kích thích, hưng phấn và gây cười. Sử dụng lâu sẽ dẫn đến tự kỷ, đau đầu, mệt mỏi, suy nhược cơ thể, thậm chí là ảo giác. Để phòng chống việc lạm dụng sử dụng sai mục đích, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố tăng cường thanh tra kiểm tra, giám sát các cơ sở nhập khẩu kinh doanh sang chiết sản phẩm khí N2O, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật. Thực hiện rà soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật, các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh sản phẩm khí N2O nhằm đảm bảo kiểm soát triệt để nguy cơ lạm dụng, sử dụng sai mục đích gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can một đối tượng sử dụng giấy phép lái xe giả. Cụ thể, đối tượng Vũ Văn Đức, sinh năm 1984, trú tại thôn Đồng Nhất, xã Đồng Tâm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình, bị khởi tố về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên tiến hành dừng xe ô tô kéo theo semi remorc do Đức điều khiển. Đức đã xuất trình một giấy phép lái xe ô tô hạng FC. Tuy nhiên, qua kiểm tra và xác minh, tổ công tác nhận thấy giấy phép lái xe trên có dấu hiệu bị làm giả. Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ cáo buộc Amazon đã lừa khách hàng đăng ký một gói dịch vụ của các hàng này trong nhiều năm qua, gây khó khăn cho việc hủy dịch vụ. Đơn khiếu nại của Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ được đệ trình lên Tòa án Liên bang ở Seattle cho rằng Amazon đã sử dụng chiêu trò để khiến hàng triệu người tiêu dùng đăng ký gói Amazon Prime mà không có sự đồng ý. Amazon Prime có giá 139 đô la Mỹ một năm, sở hữu hơn 200 triệu thành viên trên toàn thế giới và giúp Amazon trở thành một phần không thể thiếu trong thói quen mua sắm của nhiều hộ gia đình tại Mỹ. Amazon đã lừa và bẫy người dùng đăng ký định kỳ mà không có sự đồng ý. Điều này không chỉ khiến người dùng bực bội mà còn khiến họ mất một khoản tiền đáng kể. Đoàn tàu cao tốc đầu tiên của Indonesia kết nối thủ đô Jakarta với thành phố Bandung ở tỉnh Tây Java đã lần đầu tiên đạt tốc độ tối đa 350 km/h trong lần chạy thử nghiệm vừa diễn ra. Đây là tốc độ nhanh nhất của một tàu cao tốc tại khu vực Đông Nam Á. Giới chức Indonesia cho hay, cuộc thử nghiệm tàu cao tốc đã diễn ra suôn sẻ, an toàn và trong tầm kiểm soát. Tốc độ đạt được sự ổn định và mang tính kỷ lục của tàu cao tốc đã chứng tỏ những tiến bộ về công nghệ đường sắt Indonesia. Với tốc độ đạt 350 km/h, tàu cao tốc Jakarta-Bandung sẽ rút ngắn khoảng thời gian di chuyển giữa Jakarta và Bandung từ 3 tiếng xuống khoảng 40 phút. Theo kế hoạch, Indonesia sẽ tiếp tục các cuộc thử nghiệm toàn diện tuyến tàu cao tốc Jakarta-Bandung đến cuối tháng 7 năm nay, trước khi ra mắt với sự chứng kiến của Tổng thống Joko Widodo vào tháng 8. Chính phủ Indonesia hy vọng có thể đưa tuyến cao tốc đi vào hoạt động hoàn toàn vào tháng 10 năm nay và người dân sẽ chuyển sang sử dụng tuyến tàu cao tốc như một phương tiện công cộng tiện lợi giữa hai khu vực. Theo kết quả một báo cáo nghiên cứu mới công bố, số người trưởng thành phải sống chung với chứng tiểu đường trên toàn thế giới sẽ tăng hơn gấp đôi vào năm 2050. Số liệu ước tính mới dự đoán số trường hợp mắc bệnh tiểu đường sẽ tăng từ 529 triệu người năm 2021 lên hơn 1,3 tỷ người vào năm 2050. Không có một quốc gia nào dự kiến sẽ giảm được tỷ lệ mắc chứng bệnh này trong vòng 30 năm tới. Giới chuyên gia gọi dữ liệu là đáng báo động, với bệnh tiểu đường vượt xa đa số các căn bệnh khác trên bình diện toàn cầu và mang tới mối đe dọa đáng kể cho con người và hệ thống y tế các nước. Cuối chương trình, chúng ta cùng làm quen với anh Robert Murray đến từ Canada. Anh vừa được ghi tên vào sách kỷ lục thế giới Guinness với thành tích chạy xe đạp không dùng tay điều khiển trên đoạn đường dài nhất. Được sự cho phép của cơ quan chức năng, anh Robert Murray đã đạp xe nhiều vòng trên bề mặt bằng phẳng tại bãi đậu xe ở khu chợ Crossroads ở thành phố Calgary, tỉnh bang Alberta. Sau nhiều tiếng đồng hồ nỗ lực đạp xe, anh đã đạt được mục tiêu điều khiển chiếc xe đạp trên tổng quãng đường là 130,28 km mà không dùng tay để lái xe. Với thành tích đó, anh Robert đã phá kỷ lục do anh Vinesh Kumar đến từ Ấn Độ lập hồi năm 2017 trên đoạn đường dài 122 km. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin 18 giờ 30 phút hàng ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.